Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Nam Mỹ Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây, tác giả Y Nùng Dĩ Sực. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho bạn bè mình cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thuyết Nam Mỹ Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây, tập 30. Đến khi Án Hà Thanh tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình nằm trong một sơn động khô ráo, bên người có đống lửa được đốt từ cành cây khô đang cháy. Y phục ẩm ướt trên người đã được cởi xuống để bên cạnh đống lửa hong khô, trên người được khoác một cái áo ngoài sạch sẽ. Án Hà Thanh cầm lấy nhìn thoáng qua, phát hiện đó chính là áo ngoài của Tiêu Sư An. Hắn muốn chống người ngồi dậy lại bị đau đến phải nhíu mày. Từng cơn đau nhức từ ngực và lưng truyền đến. Vốn dĩ hắn đã đang bị thương, giờ lại bị va chạm mạnh như vậy, chỉ có thể thương càng thêm thương. Án Hà Thanh hoãn lại một chút, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt nhất thời rơi vào một nơi. Bên cạnh hắn, Tiêu Dự An một thân quần áo đơn bạc ngồi cạnh đống lửa, củi trỏ chống lên đầu gối, tay siết thành nắm đấm, chống đầu gối ngủ gật. Đầu không ngừng gật gật lên xuống, nhìn qua có vẻ ngủ cực kỳ không an ổn. Dường như mơ thấy chuyện gì đó, lông mày Tiêu Dự An nhíu lại, đột nhiên giật mình, ở trong mộng hô lớn một tiếng. Án Hà Thanh! Tiêu Dự An bị chính mình ở trong mộng làm tỉnh giấc. Sau khi hô xong, cả người đổ ra một trận mồ hôi lạnh. Độ mớ! Vừa mới rồi, hắn dùng chính là giọng nói của mình mà hô. Thân thể Tiêu Dự An cứng đờ, nhìn về phía Án Hà Thanh. Sau đó thở dài ra một hơi. Vạn phần may mắn là Án Hà Thanh không có tỉnh. Nếu như bị nghe thấy được, Tiêu Dự An thề, cho dù bên ngoài đang đổ mưa đau, hắn cũng muốn chạy ra ngoài động. Tiêu Dự An nhịn không được bĩu môi, trách móc hai tiếng. Cũng may là không bị nghe thấy. Ngón tay của Án Hà Thanh rõ ràng nhìn như đang mân mê, khe khẽ giật giật. Sao còn chưa tỉnh thế nhỉ? Tiêu Dự An đem ánh mắt đặt vào trên thân của Án Hà Thanh, nhìn thấy y phục đang đắp trên người hắn, chẳng hiểu vì sao lại tuột xuống một chút. Thế là đưa tay đem y phục kéo lên, lại sờ sờ trán hắn kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Bàn tay Tiêu Dự An đặt trên trán của Án Hà Thanh. Đợi một lúc, sau khi xác định Án Hà Thanh không có bị dính nước mưa mà phát sốt, vừa muốn thu lại thì đột nhiên bị Án Hà Thanh nắm lấy cổ tay. Toàn thân Tiêu Dự An cứng đờ, nhìn thấy Án Hà Thanh chậm rãi mở mắt, hai mắt vì nửa mù mà lộ ra mê man luống cuống. Tiêu Dự An vội vàng hấp tấp dùng cánh tay không bị túm kia vừa lấy một quả đỏ mọng ngướt vào bụng, chờ sau khi giọng nói đã biến đổi mới lắp bắp nói: Người đã tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Có bị đau ở đâu không? Đau, chỗ nào cũng đau. Án Hà Thanh cảm thấy phần lưng của mình giờ phút này hẳn đã tím xanh một mảng. Nhìn thấy mà giật mình, hắn không ngồi dậy nổi, chỉ có thể nằm nghiêng. Không sao, chúng ta đang ở đâu đây? Tiêu Dự An đáp: Là sân động lúc trước ta đi hái thuốc phát hiện ra, ở trên cao, không bị nước mưa tràn ngập, vừa vặn có thể đặt chân. Thấy Án Hà Thanh gật gật đầu, Tiêu Dự An thử đem cổ tay của mình từ trong tay của Án Hà Thanh rút ra, lại lần nữa bị nắm chặt. Đừng đi! Giọng của Án Hà Thanh khàn khàn nói. Không, không có, không đi! Tiêu Dự An liên tục nói. Án Hà Thanh cụp mắt ừ một tiếng, chậm rãi đem cổ tay của Tiêu Dự An kéo đến bên môi, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn. Tựa như có một ngọn lửa mãnh liệt cháy từ trên môi của Án Hà Thanh đốt tới cổ tay của Tiêu Dự An, lại đốt tới gương mặt hắn. Cuối cùng, nhảy nhót bốn phía trên người hắn, nhảy tới đâu, nhóm lửa đến chỗ đó. Tiêu Dự An bất chợt rút tay về, hơn nửa ngày không lên tiếng. Khóe miệng của Án Hà Thanh khẽ cong lên một chút cực nhỏ, không dễ phát hiện. Thẹn thùng! Ai? Mẹ nó, ai thẹn thùng chứ? Người ấy, nói ai thẹn thùng hả? Hắn là người đã học thuộc trích dẫn của bá đạo tổng tài. Có loại tình huống nào mà chưa từng thấy qua? Loại lời nói cẩu huyết sáo rỗng, cũ dích nào mà chưa từng nói qua chứ? Có biết bá đạo tổng tài toàn là lời nói ra mấy câu có tiêu chuẩn cao như dễ chịu thì dây lớn lên không hả? Không chỉ là hôn cổ tay thôi sao? Ai thành thẹn thùng? Người nói ai chứ? Tiêu Dự An ỉu xìu trả lời. Không có.
Ý cười của Án Hà Thanh càng sâu. Người nói lắp rồi đó hả? Ai cả lăm chứ? Được được được, ta cả lăm, là ta cả lăm. Thế nhưng mà, ta chính là cả lăm vậy đó. Ta cứ cả lăm thế đó. Thế nào hả? Không phục thì ngươi tới đánh ta coi, đến đánh tử ta coi. Thấy Tiêu Dự An cứ chọc chọc đống lửa không nói thêm gì nữa, Án Hà Thanh xuyên qua đống lửa, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, sau đó nói. Lạnh ư? À, lạnh à? Tiêu Dự An đốt đống lửa cháy mạnh thêm một chút. Còn lạnh không? Lạnh. Không phải phát sốt đó chứ? Nhưng mà vừa nãy sờ trán đâu có thấy nóng. Tiêu Dự An cảm thấy khó hiểu, lại muốn kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể của Án Hà Thanh lần nữa. Án Hà Thanh đột nhiên đưa tay ôm lấy eo của Tiêu Dự An, đem hắn kéo vào trong lòng, hai tay càng thêm ôm sát lại. Không lạnh nữa. Tiêu Dự An. Được, được thôi, không lạnh thì tốt. Tự chọn kịch bản của nữ tam, có khóc cũng phải diễn tiếp. Sáng sớm ngày hôm sau, mưa dần dần nhỏ lại, có vẻ sắp tạnh. Tiêu Dự An cầm nhánh cây, chọc chọc đống lửa bị đốt gần như không còn chút gì. Bên trong đống tro tàn còn vùi hai củ khoai lang tỏa ra hương thơm mê người. Cũng may lúc trước đi hái thuốc ngang qua, hắn cảm thấy cái sân động này rất thích hợp để trú ẩn, thế là để lại đồ châm lửa cùng với thức ăn để đề phòng bất cứ tình huống nào, cho nên hai người mới không phải chịu cảnh đói bụng. Khoai lang trong đống tro tàn bốc lên từng đợt hơi nóng mông lung. Tiêu Dự An cầm lấy một củ, cảm thấy phỏng cả tay, tung qua tung lại hai lần, chờ đến khi nguội hơn chút mới lột vỏ đặt vào tay Án Hà Thanh. Án Hà Thanh gật đầu, nói cảm ơn, sau khi nhận lấy cũng không vội cho vào miệng, hỏi Tiêu Dự An. Sau này có tính toán gì không? Ngươi hỏi ta có tính toán gì? Tiêu Dự An thì thào một tiếng, hai tay chống ra phía sau, ngửa đầu nhìn vách hang đá. Nhà gỗ nhất định đã sập rồi, hai ta không có chỗ để trú nữa. Hay là chờ sau khi mưa tạnh, thừa dịp thời tiết tốt thì lên đường trở về. Và lại y thuật của sư phụ ta cao minh hơn ta, nhất định có thể trị khỏi mắt cho ngươi. Tay cầm khoai lang của Án Hà Thanh khựng lại. Ngươi nguyện ý dẫn ta đi? À, Tiêu Dự An đầu tiên là ngây ra, sau đó đột nhiên kịp phản ứng lại. Trong nguyên tắc, Án Hà Thanh chưa từng đề cập đến chuyện của Nam Yến Quốc, vì thế Lâm Tam Linh cũng không biết thân phận cùng với suy nghĩ của hắn, cho nên lúc đó nói mới đem hắn mang về Đào Nguyên thôn. Nhưng mà trước đó Án Hà Thanh đã từng đề cập qua với hắn về chuyện quân doanh của Nam Yến Quốc. Vậy thực ra là Án Hà Thanh cũng vẫn muốn quay về quân doanh Nam Yến Quốc sao? Ngươi muốn về quân doanh Nam Yến Quốc mà ngươi đã nhắc tới trước đó à? Tiêu Dự An cẩn thận hỏi. Án Hà Thanh cắn một miếng khoai lang, chậm chậm nhai, sau khi nuốt xuống mới rũ mắt hỏi. Ngươi hận ta không? Tiêu Dự An khẽ giật mình, cả nửa ngày cũng không hiểu được những lời này của Án Hà Thanh là có ý gì. À, Án Hà Thanh từng chữ một nói, ngữ khí thong thả. Nếu như ngươi không hận ta, vậy có thể dẫn ta đi không? Tiêu Dự An nghi hoặc không hiểu, hắn chỉ là một nữ tam thì hận Án Hà Thanh cái gì? Hận hắn thu nhiều người vào hậu cung, hay hận hắn đã có lão bà khác rồi mà đến giờ còn chưa nói cho mình? Cái kịch bản này sao lại sai trái như vậy? Ai có thể nói cho hắn biết những lời này phải đỡ thế nào không? Án Hà Thanh dùng khóe mắt khẽ liếc Tiêu Dự An hai lần trầm mặc, tiếp tục nói. Ngươi nếu như ghét ta, hận ta thì hãy đẩy ta ra, đừng để ta ôm chút ảo tưởng nào. Uổng công ta vui vẻ, ta thà rằng ngươi không thèm để ý đến sống chết của mình còn hơn. Tiêu Dự An có chút sững sờ, lại nghe thấy Án Hà Thanh tiếp tục nói. Ngươi quyết tuyệt cắt đứt mọi tưởng niệm của ta, ta mới có thể buông tay mà để ngươi rời đi. Nếu như còn khiến ta nhìn thấy chút hy vọng nào, cho dù là mỏng manh, ta cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Đoạn lời nói sâu xa không rõ ý nghĩa này khiến Tiêu Dự An choáng váng nửa ngày mới trả lời. Ta... Án Hà Thanh nhẹ giọng cắt lời hắn. Ta không phải cần nghe câu trả lời của ngươi, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết mà thôi. Ta chỉ muốn cho ngươi biết sự vô tâm, vô can, vô ý của ngươi chính là nửa đời vui vẻ của ta. Tiêu Dự An chỉ sợ mình sẽ nói sai, không dám lên tiếng nữa, lột vỏ khoai lang cắn hai cái. Chẳng biết từ lúc nào, mưa bên ngoài đã tạnh, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, ánh sáng vàng óng buông xuống. Tiêu Dự An gặm xong miếng khoai lang cuối cùng, chạy ra khỏi động phơi nắng, thoải mái duỗi lưng một cái
rồi lại quay về trong động. Trong sơn động mờ tối, Án Hà Thanh cúi thấp đầu, trên mặt buông xuống một cái bóng ảm đạm khiến không một ai có thể nhìn rõ nét mặt của hắn. Đột nhiên một cánh tay đưa qua nắm lấy tay hắn. Tiêu Dư An cười một nụ cười thật ấm áp. Đi thôi, đừng ngẩn ra đó nữa. Bên ngoài có mặt trời rồi, hiện tại xuống núi rất thích hợp. Ta dẫn ngươi đi, đảm bảo không để ngươi bị ngã. Thôn Đảo Nguyên, ngày hôm qua trời mưa to gió lớn rất lâu, cuối cùng hiện tại cũng đã tạnh. Trương Bạch Thuật hái thuốc trở về, Lâm Tam Linh cũng không cần phải mỗi ngày đến y quán giúp trông coi, cùng chăm sóc Trương Trừng Tùng nữa. Phủ đệ luôn luôn náo nhiệt, lúc này lại lộ ra vẻ quạnh quẽ không ngờ. Dương Liễu An cùng Hiểu Phong Nguyệt đã đưa Tạ Thuần Quy đến Tây Thục Quốc khám bệnh, mấy ngày hôm trước cũng đã gửi thư về để các nàng không cần khỏi lo lắng. Lâm Tam Linh ngồi ở trong sân hì hục giặt quần áo, Tàn Di ra bên ngoài cửa phủ, thò đầu trông ngóng. Ôi chao, đã mấy ngày rồi, Dư An sao vẫn còn chưa về? Lâm Thâm Linh lau lau mồ hôi trên trán, trấn an nói. Tam Di, người đừng gấp, chẳng phải lần trước Bạch Thuật đưa tin về, nói Tiêu công tử không sao, chỉ là sẽ về muộn một chút thôi. Chẳng phải là do ngày hôm qua mưa lớn đó sao? Trên núi không an toàn, ta lo lắm. Tam Di liên tục thở dài. Lâm Tham Linh đem y phục ướt nước vặn ba cái, vừa làm vừa nói. Tam Di đừng lo quá, coi chừng tích lại trong người, nói không chừng lát nữa Tiêu công tử sẽ trở lại. Tam Di lại thở dài thì thầm vài tiếng, lúc này mới đi vào trong phòng. Lâm Tham Linh giặt sạch quần áo, rũ rũ mấy lần, treo trong nội viện, sau đó bưng chậu nước ra ngoài phủ đổ. Đổ nước xong, Lâm Tham Linh chậm chậm thở ra một hơi, vừa muốn quay người trở về phủ đệ, đột nhiên vội vàng dừng bước. Từ xa xa có hai người chậm rãi đi tới, trong đó một người chính là Tiêu Dư An. Lâm Tham Linh giơ tay lên cao quơ quơ muốn gọi Tiêu Dư An, đột nhiên thấy Tiêu Dư An vội vàng dựng ngón trỏ lên làm dấu ra hiệu im lặng, khiến nàng hoảng hốt vội vàng che miệng lại. Thấy Lâm Tham Linh không hô thành tiếng, Tiêu Dư An khẽ thở ra một hơi, nửa dắt nửa vị Án Hà Thanh đi đến phủ đệ. Khoảng nửa khắc trước, Tiêu Dư An đã khôi phục giọng nói vốn có. Nghĩ tới sau khi về đến phủ đệ không cần phải giả dạng làm Lâm Tham Linh, thế là không tiếp tục ăn thêm quả đỏ. Cũng may vừa rồi Án Hà Thanh không nói chuyện với hắn, cho nên lúc này mới tránh được việc bị bại lộ thân phận. Tiêu Dư An thấy Lâm Tham Linh cách hai người bọn họ càng ngày càng gần, trong nhất thời nội tâm ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khỏi than thầm trong lòng. Xem ra mấy ngày tiếp theo mình không thể không ở y quán rồi, mà cái trấn này thì nhỏ, phải phòng ngừa không để chạm mặt với Án Hà Thanh mới được. Lâm Tham Linh không hiểu vì sao không thể nói chuyện, khó hiểu nháy mắt mấy cái với Tiêu Dư An, lại thấy hắn ra hiệu, thế là nhẹ chân nhẹ tay, buông chậu giặt quần áo xuống, cẩn thận đi đến chỗ bọn hắn. Tiêu Dư An kéo tay Lâm Tham Linh qua, chậm rãi đưa vào trong tay của Án Hà Thanh. Nghĩ sau chỉ cần dặn Lâm Tham Linh vài câu là mình có thể thành công lui thân rồi. Mắt thấy nam chính cùng với nữ tam sắp thành công nắm lấy tay nhau, đột nhiên Án Hà Thanh lại hất tay ra, dọa Tiêu Dư An phải ngẩng đầu nhìn lại, cẩn thận xem xét, giống như bị sét đánh, khiến cả kinh đến mức đứng sững lại ngay tại chỗ. Hai mắt Án Hà Thanh sáng sủa hữu thần, nhìn mình không chớp mắt, hai đồng tử đen như mực phản chiếu rõ ràng thân ảnh của mình, nào có điểm nào giống mù kia chứ? Củ lạc giòn tan, mắt của ngươi sao nói khỏi, cái là khỏi hẳn luôn vậy hả? Có thể cho chút giảm sóc được không? Thoát cái Tiêu Dự An đã lùi lại nửa bước, đột nhiên có loại xúc động, muốn quay người bỏ chạy. Nào biết động tác của Án Hà Thanh so với hắn còn nhanh hơn, nửa bước trước một bước, gắt gao túm chặt lấy cổ tay hắn. Làm gì thế? Ngươi muốn làm gì thế hả? Lâm Tam Linh còn đang ở bên cạnh đấy. Ngươi muốn bị bại lộ tính cách hắc hóa của mình đó à? Ngươi thận trọng một chút được không? Tiêu Dự An biết Án Hà Thanh muốn thiến mình, thế nhưng hắn không thể động thủ luôn ở chỗ này đó chứ. Tiêu Dự An muốn ngừng thở luôn, nhưng vẫn không quên Lâm Tham Linh. Sau khi bị Án Hà Thanh túm lấy cổ tay, thì lập tức quay đầu làm cái khẩu hình với Lâm Tham Linh. Người mau gọi hắn là tướng công. Em gái à, hô nhanh lên. Trong nguyên tắc, Án Hà Thanh chính là một kẻ cường sủng hậu cung. Người hô một tiếng, tướng công, nhất định hỏa khí của hắn có thể tiêu hết một nửa. Thừa dịp hắn phân tâm, ta có thể nhanh chóng chuẩn đi á. Cái gì? Lâm Tham Linh không hiểu. Tiêu Dư An liên tục làm mấy cái khẩu hình bảo gọi tướng công. Lâm Tham Linh đột nhiên hiểu ra, trong đáy mắt toát ra một tia hoang mang cùng do dự. Nhưng nghĩ tới trước đó Tiêu Dư An đã cứu mình,
Thế là hai tay gắt gao cùng một chỗ, lấy hết dũng khí, hít sâu một hơi. Sau đó, hô lớn với Tiêu Dư An. Tướng công! Tiêu Dư An và Án Hà Thanh đều câm nín. Chỉ thấy Án Hà Thanh vì quá kinh ngạc mà trợn to hai mắt, lại thấy vẻ mặt của hắn chậm rãi từ kinh ngạc chuyển dần thành lạnh như băng. Tiêu Dư An cảm thấy quả thực rất có khả năng mình sắp bị hắn ngay tại chỗ thiến sạch. Trong một cuốn tiểu thuyết Sùng Mã Văn, thứ không thể động vào nhất là cái gì? Tính mệnh của nam chính. Sai. Bàn tay vàng của nam chính. Sai. Người thân bạn bè của nam chính. Sai nốt. Đó chính là hậu cung của nam chính, các bà vợ của hắn. Bất kỳ một em gái nào nam chính để mắt tới, bất luận là người muốn theo đuổi hay hành hạ hay bất cứ thứ gì khác, thì tóm lại cứ rửa sạch cổ mà ngồi chờ chết đi. Tiêu Dự An bị câu gọi tướng công của Lâm Tham Linh làm cho bất thình lình phải lui về sau nửa bước, dẫm phải hòn đá nhỏ, chân bị trẹo một cái, cả thân thể thoáng lảo đảo. Án Hà Thanh vội vàng dùng sức đỡ lấy Tiêu Dự An. Cùng lúc đó, Lâm Tham Linh khẽ a một tiếng, tiến lên đỡ lấy một bên khác của Tiêu Dự An. Tiêu, tướng công, ngươi sao rồi? Không nghĩ tới Lâm Tham Linh lại tiếp tục hô thêm tiếng nữa, Tiêu Dự An suýt chút nữa thì không đứng dậy nổi. Hắn cùng với Án Hà Thanh đã có thủ cũ chưa được tính toán rõ ràng, hiện tại lại thêm một cái, giả dạng làm nữ tử lừa gạt hắn. Và lại, hắn không những lừa gạt Án Hà Thanh, hắn còn khiến Án Hà Thanh động lòng yêu mến. Đây rõ ràng chính là đùa giỡn người ta. Trong nguyên tắc, Án Hà Thanh hận nhất chính là người khác đem hắn ra mà đùa giỡn. Hiện tại rơi vào tình huống này, Tiêu Dự An cảm thấy chỉ sợ là bị hắn xẻo hơn trăm nhát mới có thể giải hận được. Vốn cho rằng Án Hà Thanh sẽ nổi giận, ai ngờ phản ứng kế tiếp của Án Hà Thanh lại khiến Tiêu Dự An có chút bất ngờ. Án Hà Thanh giống như bị người đánh cho một đòn cảnh cáo, hơn nửa ngày không nói thành lời. Hắn cơ hồ run rẩy, cầm tay Tiêu Dự An, cổ họng tắc nửa ngày mới lẩm bẩm nói một câu. Người cùng nàng đã thành thân rồi sao? Một câu nghi vấn mang theo vạn phần cẩn thận, tựa như chỉ cần tùy tiện đưa ra một đáp án cũng có thể đem hắn đẩy vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Ta... Tiêu Dự An nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Trọng điểm câu nói này của Án Hà Thanh khẳng định chính là nàng. Nhưng tại sao Án Hà Thanh lại hỏi như vậy mà không phải là lập tức phát tác? Giờ phút này, Án Hà Thanh sớm đã không phải là kẻ phải chịu nhục. Một tù binh mặc người ta trà đạp ở Hoàng Cung Bắc Quốc năm đó nữa. Hắn không cần phải che giấu tài năng, cũng không cần phải ngụy trang chính mình. Hắn có thể mặt không đổi sắc mà dùng chính tay mình để đâm, thậm chí là tra tấn bất cứ người nào đã từng làm tổn thương hắn. Nhưng bây giờ, Án Hà Thanh lại khiến cho Tiêu Dự An cảm thấy lạ lẫm, không biết có phải do trên người còn đang bị thương hay không, mà sắc mặt của hắn trắng bệch, ánh mắt hoang mang giống như một con hạc giấy yếu ớt, chịu không nổi gió táp mưa sa. Chẳng lẽ là bởi vì Án Hà Thanh phát giác mình đã động tình rất sâu với Lâm Tham Linh? Hiện tại biết nàng đã thành thân, không đành lòng làm tổn thương đến gia đình nàng, cho nên mới có biểu cảm như vậy. Vì thế cũng dự định buông tha cho mình. Sự thầm mặc trong chốc lát của Tiêu Dự An lại làm cho Án Hà Thanh tưởng rằng hắn đang ngầm thừa nhận. Dù sao loại chuyện này, cho dù là Tiêu Dự An nói dối, nữ tử này sẽ không cần để ý đến sự trong sạch của mình mà mù quáng chạy đi gọi người khác là tướng công sao? Rõ ràng là thanh âm huyền náo ầm ĩ của ban ngày, vậy mà bầu không khí giữa ba người lại yên lặng đến đáng sợ, phảng phất như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một lúc lâu, Án Hà Thanh buông Tiêu Dự An ra. Hắn cụp mắt thu tay lại. Cuống họng cũng vừa đau vừa tắc, thanh âm phát ra vừa khàn vừa chát. Hắn mở miệng, như thể muốn kể muốn nói một đoạn dài. Thế nhưng cuối cùng, ra khỏi miệng cũng chỉ còn lại một chữ. Được. Lại thật lâu sau đó, Án Hà Thanh lần nữa thì thào mở miệng, giọng nói bé đến mức không thể nghe thấy. Vẫn là một chữ kia. Được. Nói xong, Án Hà Thanh quay người đi ra khỏi trấn thành. Tiêu Dự An không giữ lại, hắn không biết phải làm sao, chỉ đứng nguyên tại chỗ đưa mắt nhìn Án Hà Thanh rời đi. Án Hà Thanh cứ như vậy, đi từng bước một đến chỗ tường thành. Hắn giống như một cỗ thi thể, hai mắt vô thần, tứ chi cứng ngắc. Hắn không nghĩ gì cả, không dám nghĩ một cái gì cả. Toàn thân hắn phát lạnh, những vết thương trước đó bắt đầu ẩn ẩn phát đau. Bị nặng nhất là vết thương ở trên lưng. Hắn vì cản khúc cây lăn xuống cho Tiêu Dự An mà bị thương. Chắc là lục phủ ngũ tạng cũng đã bị thương trong lúc đó. Nếu không thì sao bây giờ toàn thân lại phát đau kia chứ?
Có lẽ là do những tổn thương trước đó tích lại rồi bộc phát. Đột nhiên Án Hà Thanh cảm thấy một cơn đau nhức từ ngực lan ra toàn thân, đau đến mức hắn nhíu chặt lại lông mày. Cuối cùng, ngay cả một bước cũng không bước nổi. Một tay hắn chống lấy tường thành, một tay gắt gao ôm ngực. Cơn đau đớn kia chạy loạn khắp toàn thân hắn, cuối cùng nhảy đến trên cổ. Án Hà Thanh cứ như vậy đột nhiên hộc máu. Máu tươi từ khóe miệng của hắn từng chút một chảy xuống, nhiễm lên y phục, rơi xuống đất. Án Hà Thanh chậm chậm hồi thần, đưa tay nhẹ nhàng lau lau khóe miệng. Nào biết lại có một cỗ đau nhức khó chịu dâng lên trên ngực. Ngụm máu mới vừa nãy còn chưa nuốt trở về đã lại một lần nữa phun ra. Tiếp theo đó, hai mắt hắn biến thành màu đen, đầu váng tai ù. Những người đi đường không biết tên bên cạnh đang làm ồn ào. Án Hà Thanh lại chẳng nghe rõ bất cứ thứ gì, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Nhưng thân thể của hắn không rơi xuống mặt đất lạnh như băng, mà là nhào vào trong lồng ngực ấm áp. Giống hệt như hôm đó, gió bắc thổi vù vù nơi cung điện Bắc Quốc ấy. Hắn mặc một thân áo mỏng, dòng giã quỷ trong viện tử giá rét giữa trời đông. Cuối cùng lúc không nhịn được mà ngã xuống, cũng đã nhào vào trong lồng ngực ấm áp như vậy. Từ đây, thời gian đảo lộn, phiền não nơi đầu mày. Nơi tâm bị quấy nhiễu, biết là tâm bệnh không thể trị. Tại xương phòng trong phủ đệ, Trương Trường Tùng ngồi ở bên giường, vuốt vuốt rìa mép hoa dâm, bộ dáng như có điều suy nghĩ bắt mạch cho người nằm trên giường. Trên giường, Án Hà Thanh đắp chăn mỏng, sắc môi trắng bệch, trên mặt cũng không có chút huyết sắc nào. Hai mắt nhắm chặt, xem ra đã hôn mê một lúc lâu. Tiêu Dự An đứng ở bên ngoài không dám thở mạnh. Trương Trường Tùng hắng giọng một cái, lại im lặng không nói lời nào. Tiêu Dự An nhịn không được nói. Sư phụ, người hưởng cái gì đó? Hắn đâu phải mang thai, không cần phải bắt mạch lâu thế chứ. Trương Trường Tùng đường hắn một cái. Nói. Tiêu Dự An hô. Cái gì? Hoạt mạch? Thực sự có thai rồi? Chữ nói và chữ hoạt trong tiếng Trung đọc giống nhau, chỉ khác thanh điệu thôi, nếu không để ý nghe thì sẽ bị nhầm. Trương Trường Tùng tức đến nghẹn họng, nổi giận đùng đùng mắng hắn. Ta muốn nói với ngươi là đừng có nói nhiều thế. Còn có, ai bảo với ngươi hoạt mạch là có thai? Ngươi nhìn cái dáng vẻ khí huyết phương cương này của ngươi coi. Bây giờ, ta đem ngươi đi bắt mạch thì mạch của ngươi cũng là hoạt mạch luôn đấy. Tiêu Dự An nói. Hoạt hoạt hoạt, sư phụ nói cái gì cũng đúng. Sư phụ nói ta mang thai ta cũng tin. Trương Trường Tùng căn bản không có nhiều lời như Tiêu Dự An, cho nên cũng lười tranh cãi với hắn. Ông sờ sờ ria mép, thu hồi tay bắt mạch, thở dài nói. Trong lòng người này có chỗ suy nghĩ không thông, tinh thần bất ổn, khí huyết không thể lưu thông, trở nên chán nản. Tiêu Dự An tắc nửa ngày, nháy mắt mấy cái nói. Cho nên, vẫn là mang thai. Trương Trường Tùng tức giận quơ lấy quyển sách thuốc cầm trong tay, đệ Tiêu Dự An. Cút đi chép 10 lần cho ta. Tiêu Dự An tiếp nhận cuốn sách thuốc. Chép chép chép, ta chép. Thế sư phụ, hắn đến cùng là bị làm sao? Trương Trường Tùng liếc xéo hắn một cái. Không chết được, vết đau trên người người này cơ bản đã khỏi hẳn, cho nên không phải do ngoại thương mà mất máu hôn mê. Vừa mới nãy ta bắt mạch, mơ hồ thấy mạch có hơi hướng chìm, cho nên đó là do tích tụ nhiều ngày, tưởng niệm mà không được, cho nên tỳ phổi vốn đã có bệnh ẩn, lại ngẫu nhiên bị va chạm, làm bị thương tới phổi, vì vậy mới dẫn đến thổ huyết. Chờ chút nữa ta viết phương thuốc, người qua chỗ ta bốc thuốc đi. Tích tụ nhiều ngày. Trong nguyên tắc, vì Vĩnh Ninh công chúa chết nên tinh thần của Án Hà Thanh mới bất ổn, thì hắn hiểu. Hiện tại thì Án Hà Thanh làm gì có cái gì để mà bất ổn. Mở hậu cung ra một cái, chẳng phải là đời lên hương rồi sao? Cảm ơn sư phụ. Tiêu Dự An đưa Trương Trường Tùng về y quán, lại dựa theo phương thuốc của Trương Trường Tùng mà bốc thuốc. Muốn đi ra hậu đường, gọi Trương Bạch Thuật một cái. Kết quả ở hậu đường, chẳng thấy Trương Bạch Thuật đâu, ngược lại lại thấy Lâm Tam Linh đang ngồi xổm ở đó sắc thuốc. Lâm Tam Linh phẩy phẩy cái quạt hương bổ lớn trong tay, thỉnh thoảng mở nắp bình thuốc bằng sứ ra nhìn một chút. Nàng hít phải khói than, thỉnh thoảng lại ho khan, nhưng bộ dáng vẫn rất kiên nhẫn. Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Tam Linh quay đầu nhìn lại. Thấy là Tiêu Dự An liền hỏi. Tiêu công tử, ngươi đến tìm Bạch Thuật đấy à? Hắn lên núi hái thuốc rồi, giờ không có ở đây. Xưng hô của Lâm Tham Linh với Trương Bạch Thuật khiến Tiêu Dự An hơi ngẩn ra. Hắn hỏi, sao ngươi lại ở đây? À, chẳng phải Trương Mụ ở đầu phố Đông hôm qua bị nhiễm phong hàn đó sao?
Nhà bà ấy không có ai chăm sóc, nên Bạch Thuật nói ta giúp bà ấy sắc thuốc. Lâm Tham Linh đáp, Tiêu Dự An vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời lại không nói ra được, đành phải hỏi. Sắp đến giờ ăn tối rồi, ngươi có về không? Ta không về đâu, ta đã nói với Tam Di rồi, giờ ở lại y quán để giúp đỡ Trương Đại Phu. Lưng của Trương Đại Phu vẫn chưa khỏi, ta phải nấu cơm cho ông ấy. Khi nào chúng ta ăn xong cơm tối thì về? Lâm Tham Linh trả lời. Tiêu Dự An gật gật đầu, trong lòng cảm khái một tiếng. Cái này sao giống với tình cảnh ba người một nhà hòa thuận vui vẻ thế nhỉ? Lúc Tiêu Dự An còn đang suy tư, lại nghe thấy Lâm Tham Linh nhỏ giọng gọi hắn. Tiêu công tử, lúc đó, cái xưng hô tướng công kia, cái kia ta... Tiêu Dự An liên tục khoát tay. Đó là do ngươi hiểu lầm ý của ta, hiểu lầm lớn đó. Lâm Tham Linh nhẹ thở ra một hơi. Là do ta ngu ngốc, Tiêu Dự An nói. Thôi, được rồi, không có gì đâu, nhớ về sớm một chút. Hai người nói tạm biệt, Tiêu Dự An mang theo thuốc trở lại phủ đệ, nhìn thấy Tam Di cầm một phong thư đi tới. Dự An, ngươi xem nè, là thư bọn Liễu An gửi về đấy. Tiêu Dự An nhận thư, nghiêm túc đọc. Tam Di hỏi, bệnh tình của Thần Quy thế nào rồi? Tiêu Dự An nói, trên thư nói bệnh của Thần Quy phải điều trị, cho nên trong thời gian ngắn không thể trở về được. Phong Nguyệt để hắn lại cho vị thần y kia chăm sóc. Tam Di lại hỏi, vậy Liễu An với Phong Nguyệt thì sao? Tiêu Dự An cười nói, hai người bọn họ đi hưởng tuần trăng mật rồi. Tam Di ngơ ra, hưởng tuần trăng mật? Hưởng tuần trăng mật là cái gì? Tiêu Dự An vui vẻ tuét miệng cười, không có gì, không có gì, tóm lại là bọn họ rất tốt. Đúng rồi, Tam Di, người trong xương phòng kia tỉnh chưa? Tam Di lắc đầu, chưa tỉnh đâu. Tiêu Dự An thu lại ý cười, mặt lộ vẻ lo lắng. Tam Di thăm dò sắc mặt của hắn nói, đừng lo lắng quá, đi, chúng ta đi ăn cơm, đói rồi chứ gì, bàn ta bày xong hết rồi. Tiêu Dự An không đáp lại, hướng mắt nhìn về phía xương phòng, bị Tam Di túm lấy tay kéo về phía nhà ăn. Hết tập 30. Các bạn đang được thưởng thức bộ truyện Đam Mỹ Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây của tác giả Y Nùng Dĩ Dực qua giọng đọc của Sam. Để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn, hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón xem tập mới nhất trên kênh Sam Audio nhé. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video cho nhiều người cùng xem. Rất mong nhận được comment của các bạn để kênh ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.